Sáng 13 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi với tỷ lệ đồng thuận đạt 90,7%. Đây là một dự thảo luật nhận được nhiều ý kiến góp ý, thậm chí có những ý kiến trái chiều, nên ngày 3 tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu về ba vấn đề còn ý kiến khác nhau. Trên cơ sở kết quả xin ý kiến, các cơ quan liên quan đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, điều 7 đến điều 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu, giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của luật đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, thể hiện tại các điều từ điều 7 đến điều 10 của dự thảo luật. Sáng 13 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật quản lý thuế sửa đổi với 442 trên 453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 17 chương 152 điều quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật quản lý thuế sửa đổi nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế bao gồm thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế, gây phiền hà sách nhiễu đối với người nộp thuế, lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế, cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp, cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ, sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật, bán hàng cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, làm sai lệch sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin về người nộp thuế. Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi xảy ra tại một hộ chăn nuôi trên địa bàn quận 9, chiều 12 tháng 6, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện về việc tăng cường các biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến, kho bảo quản, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể thực hiện cam kết không vận chuyển kinh doanh, tiêu thụ thịt heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch để kinh doanh, chế biến thực phẩm, chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm quận huyện, phường xã thị trấn, các đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, tổ chức việc sử dụng các sản phẩm động vật tại nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, các chợ, khuyến cáo các cơ sở sử dụng nguồn thịt heo đảm bảo nguồn gốc có kiểm soát của cơ quan thú y, không gây biến động thị trường. Trưa 13 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề và đáp án bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 525 học sinh lớp 6. Như vậy, tỷ lệ chọi năm nay là 1:8, tương đương 2 năm gần đây. Thí sinh muốn dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa phải hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Dự kiến ngày 16 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả khảo sát của thí sinh và điểm chuẩn vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Quang Thung, sinh 1946, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165, khoảng 3, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2008, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không có chủ trương thành lập, góp vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Đồng Tháp. Tuy nhiên, Lê Quang Thung đã đứng ra tổ chức thành lập công ty, mặc cho đây không phải là ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã bị lập biên bản vì vòi tiền cơ sở khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Số tiền cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chung chi lên tới hàng chục tỷ đồng. Bộ Xây dựng vừa lên tiếng về vụ việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản về hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường vào chiều 12 tháng 6.
Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sari do đã có các sai phạm được Thanh tra Thành phố, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận. Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm của ông Lê Tấn Hùng kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo điều hành Tổng Công ty Sari. Ngày 13 tháng 6, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh, 55 tuổi, ngụ quận 3, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 6, bà Đặng Thị Ngọc Ly, 49 tuổi, ngụ quận 3, đang ở trong căn nhà tại con hẻm 47 đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện xe ô tô đậu ở quán cơm nhà bà Hạnh đậu lấn sang. Lúc này cha của bà Ly là ông Đặng Quý Huỳnh Long, 73 tuổi trên nhắc nhở thì ông Trần Duy Tài, 54 tuổi, chủ quán cơm chửi bới thách thức. Sau đó ông Tài chạy ra đánh ông Long bị thương ở phần đầu. Bà Ly thấy bố bị đánh nên chạy ra can ngăn. Bất ngờ bà Hạnh, vợ của ông Tài, cầm chảo dầu đang chiên cá trên bếp chạy ra tát vào người bà Ly gây bỏng nặng. Bà Ly cho biết do gia đình bà Hạnh buôn bán nên thường để xe lớn đến giữa cửa nhà nên việc đi lại rất khó khăn. Trước diễn biến sạt lở phức tạp nguy hiểm tại rạch Cái Sắn thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã trao quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để chủ động ứng phó. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị chức năng khoanh vùng có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn, vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy cơ sạt lở nguy hiểm, cấm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và gìn giữ an ninh trật tự khu vực. Tờ Jakarta Post cho biết, Indonesia sẽ tập trung thúc đẩy thương mại điện tử như một cách để kích thích tăng trưởng kinh tế. Theo đó, trong 5 năm tới, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chú trọng nhiều hơn đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để tăng cường cơ hội cho thương mại điện tử phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế và nâng tỷ lệ kết nối khu vực nông thôn. Thương mại điện tử được coi là một cách tốt nhất để Indonesia có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 7% hàng năm đến năm 2025. Đến nay, Indonesia là nước có tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao thứ tư trên thế giới.